Rồi, ta thi cấp trường vòng 12 các em nha. Nick số 1. Chuẩn bị nháp và máy tính vào túi ha. Bài thi đầu tiên. Không biết có gì khó không? Cái này các em tính lấy máy tính 2016 cho nó gọn ha. XY là các số nguyên xảy ra điều này. Số bị trừ sẽ bằng số trừ ha. X trừ y. Giá trị đối của x trừ y nè, nó sẽ bằng giá trị đối của y trừ x. Với x y là các số nguyên thì hai cái đó sẽ bằng nhau, cái giá trị đối x trừ y cũng như giá trị y trị đối y trừ x sẽ bằng nhau, và như vậy nó trừ nhau sẽ bằng không ha. Em lấy số em thử cũng thấy cho ba số nguyên tố thỏa mãn cái này. Cái này nếu các em làm lụi các em thử luôn cho rồi ha, thử luôn. 2 nhân 3 cộng 3 nhân 5 cộng 6 nhân 7 thử các em. 6 3 không được. Vậy qua cái này đi, 2 nhân 3 cộng 3 nhân 3 rồi cộng cho 6 nhân 11 81 bỏ. Đây. 2 nhân 3 cộng 3 nhân 2 cộng 6 nhân 11. Đúng rồi, cái này kìa. Này chỉ có cách thử thôi chứ có cách gì nữa đâu mà. Với n là số tự nhiên thì số dư của cái này khi chia cho 27 là bằng bao nhiêu? Cái này là một bài toán cũng khá khó ha. Giờ các em có thể dùng chức năng tính mà thầy hay dạy ở V61 á. Các em lấy 10 mũ x ha, tính hàng loạt á. 10 mũ x. Các em cộng cho 18x. Rồi các em chia dư. Chia dư cho 27, rồi các em thử á. Thử n bằng 0, tôi x bằng 0 thử coi. Thì nó sẽ ra dư là bao nhiêu nhỉ? X bằng 0 thì nó ra là 10. 10 mũ 0 cộng 18 nhân 0 là dư 1 á. Dư 1. Rồi mình thử x bằng 1 thử coi. Cũng dư 1. X bằng 2 thử coi, cũng dư 1 em. Các em thử n bao nhiêu cũng dư 1 à. Thầy cho bằng 3 thử coi, cũng dư 1 ha. Dùng chức năng tính current thầy đã dạy ở V71. Con chuột. Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 15. Nhỏ nhất có tổng 3 chữ số bằng 15. Như vậy cái số mình đang cần tìm á là nó có dạng a chục b a trăm b chục và c đơn vị, trong đó a cộng b cộng c phải bằng 15. Nhỏ nhất thì thầy chọn a bằng 1 đi nha. Rồi, b số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng chữ số bằng 15. Vậy a không thể nào mà bằng không được, thì lấy a bằng 1 thôi, thì b bằng 0, thì lúc đó c bằng 14. Nhưng mà làm gì có chữ số 14 đúng không? Vậy thầy nâng lên 1 thì đây 13, cũng không có chữ số 13. Thầy nâng lên 3 thì đây là bằng 11, cũng có chữ số 11. Vậy thầy nâng lên đây bằng 4 thì đây bằng 10, cũng có chữ số 10. Vậy đây là 5, vậy đây sẽ là 9 kìa. 159 là số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 15. 159 ha. Con rắn. Số nào chia hết cho cả 9 và 15? Cái này không thể rồi, chia hết cho 9 không thể rồi, cái này cũng vậy. Cái này cũng vậy, vậy cái này thôi. Để tổng các chỉ số phải chia hết cho 9 chứ làm sao? Con rồng. Số giá trị nguyên
sao cho giá trị đối ít nhỏ bằng 5. Như vậy là có trừ 5 cho tới trừ 1 là 5 số nè. Rồi tới 0 là 6 số nè. Rồi 1 tới 5 nữa là 11 số các em nhé. Con khỉ. 3 tấm vải có tổng chiều dài. 3 tấm vải có tổng chiều dài 126. Tấm nhất, tấm nhì, tấm thứ ba. Tấm thứ nhất dài gấp 2 lần tấm thứ ba. Tấm nhất dài gấp 2 lần tấm thứ ba. Vậy nếu thầy gọi tấm thứ ba là x mét đi, thì tấm thứ nhất là gấp 2 lần như vậy, tức là 2 nhân x ha. Còn tấm thứ hai, tấm thứ nhất ngắn hơn tấm thứ hai 6 mét, có nghĩa là tấm thứ hai dài hơn tấm thứ nhất 6 mét, vậy là 2 x cộng 6. Tấm thứ ba là x, thì tấm thứ nhất là 2 x gấp đôi này. Rồi tấm thứ nhất là 2 x thì tấm thứ hai là 2 x cộng 6, bởi vì tấm thứ nhất ngắn tấm thứ hai 6 mét. Rồi ba tấm này cộng lại là 2 x nè, cộng cho 2 x cộng 6 nè, rồi cộng cho x nè thì bằng 126. Rồi các em dùng kỹ thuật tìm x trong khoa học V61, 2 x cộng 2 x cộng 6 cộng x, 2 x cộng 2 x cộng 6 cộng x bằng 126. Giải tìm x, x sẽ bằng 24. Người ta bắt tìm cái gì? Tìm tấm thứ ba, vậy là x luôn đó. Tấm thứ ba là x đó, là 24 ha. Tìm các số tự nhiên AB nguyên tố cùng nhau, sao cho cái này các em thử thôi. Các em dùng chức năng tính mà thầy dạy trong khoa học V761 đó. Các em thử nha. A nè cộng 7B nè trên A nè cộng 5B nè. Đó, rồi nhập A bằng 51, B bằng 1. Thì ra 29 phần 8, ngay số đầu tiên là đúng luôn kìa. Thì hai số này nguyên tố cùng nhau. Phải tiện mình thử cái thứ này thôi. 1 với 51 được coi. 1, 51 ra khác rồi. Thử cái tiếp theo, 17, 3 ra 19 phần 16, bỏ đi. Cái cuối cùng 17, 1. Vậy chỉ có đáp án đầu thôi. Cái cuối cùng ra 12 phần 11. Con ngựa trên tiêu x, em vẽ hình nhanh. Trên tiêu x lấy OA bằng 2, OB bằng 7. Như vậy AB sẽ bằng 5 rồi đó. Trên TBA là từ B tới A, lấy C sao cho BC bằng 3. BC bằng 3, vậy AC sẽ bằng 2. AC sẽ bằng 2, 5 trừ 3 bằng 2. Rồi xong. Bài thi số 2, hỏi có bài gì khó không? Câu hỏi 1. Tổng các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là 2 cộng 3 cộng 5 cộng 7 gần 17 ha. Chữ số tận cùng của này sẽ bằng 3. 4, 4 mũ 2 là ra 16, vậy là 6, 6 cộng 2 là 8 kìa. Đây, chữ số tận cùng 8. Cái này coi V72 nha. 2 mũ 8 chia 2 mũ 4 là được 2 mũ 4 là bằng 16. Câu hỏi 4. Số phần tử của tập hợp này đếm, biết đếm là ăn được. Cái này tính thôi. 5 mũ 4 trừ 5 mũ 3 trừ 5 mũ 2 475. Số đối của 3 mũ 3 là âm 27. Câu hỏi 7. Âm 32. Đây. Câu hỏi 8. Cái này sẽ là âm 100. Cái bấm máy cũng được. Cộng 500 rồi cộng 81
481. Dễ quá. Bộ chung nhỏ nhất của 2 với 6 sẽ là 6 luôn, bởi vì 6 chia cho 2 mà. Đừng để điểm rơi. Hay có câu nào khó không? Khẳng định nào không đúng, tức là sai đó. Tổng hai số âm là một số âm quá đúng. Tổng của hai số nguyên trái dấu là một số nguyên âm sai. Đây, tổng của hai số nguyên trái dấu, vậy thầy lấy âm 4 với lại dương 10 thì cộng lại nó vẫn ra 6 mà, đúng không? Hai mũ n 3 và n 5, cái này nó nhuyễn trong đầu mình rồi ha. Trên tiêu x lấy AB sao cho OA bằng 3, OB bằng 7. Vậy AB bằng 4. AB bằng 4, M là trung điểm AB thì MB lấy 4 chia đôi là bằng 2. Đề dễ. Đề lớp 6 kỳ này dễ quá. Cặp số nào là nguyên tố cùng nhau? Nguyên tố cùng nhau là ước chung lớn nhất bằng 1, em nghe. Nguyên tố cùng nhau 21 với 28 thì ước chung lớn nhất đó mà, bằng 1 á là được. 21 với lại 28 là ước chung lớn nhất bằng 7 à. 15 với 28, đây, ước chung lớn nhất bằng 1. Nguyên tố cùng nhau. Chà chà, tùm lum vậy. Tùm lum la vậy. Ghê quá. Rồi giờ các em đừng có sợ ha. Bây giờ các em lấy cái bảng nháp này, các em tính cho dễ nè. Âm 8, x thuộc A, y thuộc B, vậy x cộng y đạt nhỏ nhất. Vậy các em lấy cái số nhỏ nhất ở trong A, các em cộng với số nhỏ nhất ở trong B là nó ra nhỏ nhất thôi, chứ cái gì đâu mà, đúng không? Số nhỏ nhất ở trong A là âm 25, số nhỏ nhất ở trong B là âm 40, cộng lại là âm 65. Đây, nói đây nè, thấy không? Thì gì nữa, số nhỏ nhất bên này cộng số nhỏ nhất bên này thì tổng nó mới nhỏ nhất chứ. Rồi, cái này tính dùng chức năng tìm x cũng được. 10 cộng 2x bằng 4 mũ 2 là 16 đó. 4 mũ 5 chia 4 mũ 3 là 4 mũ 2 là 16. 10 cộng 2x là 16. X 3 đó. Trời này dễ quá. Ồ, bài này bài mẫu ở trong khóa học V62 của thầy ha. Các em lấy A cộng B đi, rồi cộng B cộng C luôn, rồi cộng C cộng A luôn, thì nó sẽ bằng 5 cộng 24 cộng cho âm 11. Đây chính là bài toán mẫu ở trong khóa học V62. 5 cộng 24 là bằng bao nhiêu? 29 đúng không? Trừ 11. 29 cộng 21 là bằng 18. Từ đây các em suy ra cái gì? Suy ra, các em sẽ suy ra là gì? A cộng B cộng B cộng C cộng C cộng A, tức là hai lần. Các em thấy có A cộng A hai lần này, B cộng B hai lần, C cộng C hai lần đó. Như vậy cái tổng đó chính là hai lần A cộng B cộng C là bằng 18, đúng không? Và từ đây các em suy ra là A cộng B cộng C, A cộng B cộng C sẽ bằng 9 thôi. Như vậy A sẽ bằng gì? A sẽ bằng 9 trừ cho tổng của B cộng C, tức là bằng 9 trừ đó, B cộng C người ta cho bằng 5 kìa. 9 trừ 5 bằng 4 ha. Tương tự nè, tương tự B nó sẽ bằng 9 trừ cho tổng của A và C. Tổng của A và C là âm 11. Như vậy là 9 trừ cho âm 11, vậy nó sẽ bằng là 20.
Còn C là bằng 9 trừ cho tổng của A và B, tức là 9 trừ 5. Ồ, B cộng C là bằng 24. Chỗ này sai rồi. Tổng của B và C là 24 các em. 9 trừ 24 thì phải ra mấy? Âm 15. Còn C mới đúng là bằng 9 trừ cho tổng của A và B, tức là 9 trừ 5 là bằng 4 đó. Vậy đáp án là trừ 15, 20 và 4. Trừ 15, 20 và 4 nó đây luôn. Chia hết cho cả 3 và 5. Để chia hết cho 5 thì ít phải bằng 0 hoặc là 5. 0 thì không được, bởi vì 3 cộng 4 cộng 0 là bằng 7. Không, chia hết cho 3 thì ít phải bằng 5. 5 cộng 3 cộng 4 là bằng 12, đúng rồi. Chia hết cho 3 ha. Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số, sao cho chia cho 11, 13, 17 đều dư 7. Giờ gọi số đó là A đi, thì số đó trừ cho 7 thì nó sẽ chia hết cho 11, 13 và 17. Như vậy A trừ 7 nó sẽ chia hết cho bội chung nhỏ nhất của 11, 13 và 17. 11 x 13 là bằng 143 nè. Bội chung nhỏ nhất của 143 với lại 17 2431. Như vậy A trừ 7 là bằng 2431 nhân với một số tự nhiên nào đó ha. Bây giờ các em lấy sao cho nó A nó có 4 chữ số là được. Bây giờ A sẽ bằng 2431 nhân K cộng cho 7. Thì xóa bên này đi ha. Rồi giờ mình dùng chức năng tính 2431 cộng 7. Rồi mình nhập nhập K bằng 3 đi. Vẫn được nè. Nhập K bằng 5 đi. Ồ quá rồi, 5 chữ số rồi. Nhập K bằng 4 thôi. Vẫn được các em. 9731. A sẽ bằng 9731. Lúc K bằng 4 ha. 9731. Thử lại 9731. Chia dư cho 11 được 7. Chia dư 13 được 7 luôn. Chia dư cho 17 được 7 luôn. Cho A và N là các số tự nhiên khác không. A mũ N chia hết cho 5. Như vậy số dư của cái này khi chia cho N bao nhiêu cũng được. N bao nhiêu cũng được. Mà A mũ N phải chia hết cho 5. Nó đề cho chúng ta lắm. A bao nhiêu cũng được. Mũ N. Vậy A phải bằng 5 rồi các em. A bắt buộc phải bằng 5 rồi. Chứ không bằng 5 là không được ha. A nó phải có chứa thừa số 5 trong đó. 5 mũ bao nhiêu thì cũng chia hết cho 5 thôi. Như vậy bây giờ là mình lấy 5 mũ 10 cộng cho 150 rồi chia cho 125. Dư 25 nha. Dư 25. Án là dư 25. Rồi. Ở nít số 2 thầy sẽ giảng kỹ hơn ha. Còn nít đầu mình giảng chủ yếu mình lấy đáp án thôi nha.